Chào các em, rất vui được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở các buổi học trước, cô đã giới thiệu với các em về tích phân bội 2 và các công thức đổi biến để tính tích phân bội 2, gồm có 3 ý là đổi biến tổng quát để tính tích phân bội 2 và trường hợp đặc biệt đó là đổi biến sang tọa độ cực, và một trường hợp khác nữa là đổi biến sang tọa độ cực mở rộng. Và bên cạnh đó, cô cũng giới thiệu với các em một ứng dụng hình học của tích phân bội 2, đó là bài toán tính diện tích của một miền phẳng. Thì ứng dụng của tích phân bội 2 còn nhiều ứng dụng khác. Một ứng dụng hình học khác nữa là tính thể tích của hình trụ cong. Tuy nhiên cô chưa giới thiệu về bài toán tính thể tích của hình trụ cong. Thì qua bài tiếp theo là bài tích phân bội 3, cô sẽ giới thiệu với các em định nghĩa và công thức tính tích phân bội 3, đổi biến tổng quát để tính tích phân bội 3, hai trường hợp đặc biệt để tính tích phân bội 3 đó là đổi biến sang tọa độ trụ và đổi biến sang tọa độ cầu. Và một ứng dụng hình học của tích phân bội 3 là tính thể tích của vật thể. Như vậy là tích phân bội 3 cũng tính được thể tích của vật thể và tích phân bội 2 cũng tính được thể tích của vật thể trong trường hợp là tính thể tích của hình trụ cong. Thì khi giới thiệu ứng dụng của tích phân bội 3 tính thể tích của vật thể, cô sẽ đề cập đến có thể sử dụng tích phân bội 2 để tính thể tích. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu là bài tích phân bội 3, định nghĩa và cách tính tích phân bội 3. Cô mời các em theo dõi trên màn hình. Và trước khi qua tích phân bội 3, chúng ta sẽ ôn lại một ví dụ về tích phân bội 2. Ví dụ tính diện tích của một cái miền phẳng. Tính diện tích của miền phẳng D giới hạn bởi đường cong sau đây: R bằng A nhân sin 3 phi. A là số lớn hơn 0. Đây là phương trình của đường cong trong tọa độ cực. Cô mời các em quan sát hình vẽ của cái đường R bằng A sin 3 phi. R bằng A sin 3 phi, đó là hình hoa hồng 3 cánh như trên hình vẽ. Cái đường cong R bằng A sin 3 phi, cái hàm sin 3 phi này có chu kỳ là 2 pi trên 3. Do đó để vẽ đồ thị của đường R bằng A sin 3 phi thì chúng ta chỉ cần vẽ trong cái góc là từ trừ pi trên 3 đến pi trên 3. Và sau đó chúng ta sẽ lấy đồ thị quay những góc là 2 pi trên 3 thì sẽ ra toàn bộ đồ thị của đường R bằng A sin 3 phi. Trong góc từ trừ pi trên 3 đến 0, trừ pi trên 3 đến 0 thì sin này nhận giá trị âm, do đó R nhận giá trị âm. Như vậy là trong góc từ trừ pi trên 3 đến 0, R âm, do đó đồ thị thực ra nó nằm ở cái miền đối xứng qua tâm ô, có nghĩa là nó sẽ nằm trong góc từ 2 pi trên 3 cho đến pi. Một nhận xét thứ hai là R bằng A sin 3 phi là hàm lẻ theo phi. Hàm lẻ theo phi, đây là đường cong trong tọa độ cực, mà hàm lẻ theo phi thì đồ thị sẽ đối xứng qua trục OI. Như vậy thì đồ thị nằm trong góc từ trừ pi trên 3 cho đến 0, thực ra nó nằm trong góc từ 2 pi trên 3 đến pi. Nó là lại là đối xứng của cái nhánh đồ thị ở trong góc từ 0 đến pi trên 3. Do vậy ta chỉ cần vẽ đồ thị trong góc từ 0 đến pi trên 3. Trước hết là các em chỉ cần vẽ đồ thị trong góc từ 0 đến pi trên 3 và sau đó lấy đối xứng qua OI. Và tiếp theo ta sẽ quay hai cái cánh này theo những góc là 2 pi trên 3 thì chúng ta sẽ được toàn bộ đồ thị của đường R bằng A sin 3 phi. Và như trên hình vẽ thì các em thấy đường màu đỏ, đường giới hạn của ba cánh hoa này chính là đồ thị của đường R bằng A sin 3 phi. Bây giờ bài toán đặt ra là tính diện tích của miền D được giới hạn bởi đường cong R bằng A sin 3 phi. Như vậy miền D là gồm D1, D2 và D3. D bằng D1 hợp D2 và hợp với D3.
Do đó để tính diện tích của miền D, chúng ta chỉ cần tính diện tích của một cánh hoa và nhân 3 lên thì sẽ ra toàn bộ diện tích của miền D. Các em thấy là cánh hoa thứ nhất này, ở đây là cô ký hiệu là D1. Thì D1 này là cái cánh hoa nằm trong cái gốc, nằm giữa hai tia là phi bằng 0 và phi bằng pi trên 3. Nằm trong gốc từ 0 đến pi trên 3. Bây giờ chúng ta lấy một cái điểm M bất kỳ nằm trên biên của D1. Thì cái đoạn OM này sẽ là R, và gốc phi là gốc hợp bởi chiều dương trục OX cho đến vector OM. Như vậy rõ ràng gốc phi sẽ giới hạn từ, gốc phi sẽ chạy từ 0 đến pi trên 3. Đó là giới hạn gốc của miền D1. Còn bán kính R thì sao? R thì dao động từ 0 cho đến A sin 3 phi. Đây là cận của miền D1. Các em xem lại cận của miền D1. Gốc phi là dao động từ 0 đến pi trên 3. Và R thì dao động từ 0 cho đến A sin 3 phi. Có cận của biến phi và cận của R. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính diện tích của miền D1. Và cô nhắc lại diện tích của cả ba miền, là diện tích của miền D sẽ bằng 3 lần diện tích của miền D1. Đây là cận của miền D1. Diện tích của miền D là diện tích của hoa hồng ba cánh sẽ bằng 3 lần diện tích của miền D1. Diện tích của miền D1 là tích phân trên miền D1. Hàm ở đây là 1, dx, dy. 3 là, kem viết lại số 3. Thì chúng ta điền cận vào. Tích phân từ 0 đến pi trên 3, 0 đến pi trên 3, d phi. Tiếp theo nhân tích phân từ 0 đến a sin 3 phi. Khi đổi biến sang tọa độ cực, nghĩa là chúng ta tính diện tích trong tọa độ cực, thì chúng ta phải nhân thêm trị tuyệt đối của định thức Jacobi, là nhân thêm r nhỏ. Cho nên tại sao có chữ R ở đây? Và tiếp theo là DR. Bây giờ các em sẽ tính tích phân theo biến R trước. Tích phân theo biến R thì chỗ này là R này sẽ có nguyên hàm là R bình phương chia 2. R bình phương chia 2, các em thế cận là A sin 3 phi. Như vậy sẽ là A bình phương sin bình phương 3 phi chia 2. 3 phần 2. Các em viết đứng trước dấu tích phân, hàng số chúng ta đem ra ngoài. Rồi tích phân từ 0 đến pi trên 3 được viết lại. Sin bình phương của 3 phi, sin bình phương của 3 phi và A bình phương. Như vậy là các em đã tính xong tích phân theo biến R. Và bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân theo biến phi. Các em dùng công thức hạ bậc nâng cung. Hạ bậc nâng cung sin bình của 3 phi là bằng 1 trừ cos 6 phi trên 2. 1 trừ cos 6 phi trên 2. A bình phương, 3A bình phương chia 2 là các em viết phía trước dấu tích phân, hàng số đem ra phía trước. Rồi tới đây các em tính nguyên hàm trực tiếp. Số 2 ở dưới mẫu này các em đem ra phía trước luôn. Như vậy là ta có là 3A bình phương trên 4. 3A bình phương trên 4. Số 1 này nguyên hàm là phi. Một nguyên hàm là phi. Cos 6 phi này nguyên hàm là sin 6 phi trên 6 và thế cận từ 0 đến pi trên 3. Bây giờ các em thế cận trên vô. Thế cận trên vào biến phi. Chỗ này là pi trên 3. Ở đây vị trí này là sin 6 lần nhân pi trên 3. Sin 6 lần nhân pi trên 3 thì sẽ ra là sin của 2 pi. Sin của 2 pi là bằng 0. Sin của 2 pi là bằng 0. Kem thế cận dưới, thế 0 vào phi là chỗ này là 0. Tiếp tục sin của 0 là 0. Như vậy thế cận dưới là bằng 0 kem. Thế cận dưới là bằng 0 hết. Thế cận trên thì chỉ còn một vị trí, đó là pi trên 3 ở đây. Pi trên 3 này kem nhân cho 3A bình trên 4. 3 bình phương trên 4 nhân pi trên 3. Như vậy đáp số sẽ là pi A bình phương trên 4. Pi A bình phương trên 4. Và đây chính là đáp số, đó chính là diện tích của miền D.
Như vậy diện tích của hình hoa hồng ba cánh có đường biên là đường R bằng A sin 3 phi chúng ta vừa tính xong, có rắc số diện tích là Pi A bình phương trên 4. Ví dụ này kết thúc cái bài tích phân bội 2. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học mới, đó là tích phân bội 3. Thì qua bài tích phân bội 3, các em cũng thấy rằng là để tính một tích phân bội 3, người ta cũng sẽ đưa về một cái tích phân đơn và một tích phân bội 2. Nhưng mà như các em đã biết thì tích phân bội 2, để tính được tích phân bội 2 thì chúng ta cũng đưa về hai tích phân đơn là hai tích phân bội 1. Như vậy để tính một tích phân bội 3, chúng ta sẽ tính tất cả là 3 tích phân đơn. Tóm lại là một tích phân bội 3, thì muốn tính tích phân bội 3 sẽ đưa về tích phân lập, là chúng ta sẽ tính 3 lần tích phân bội 1. Bây giờ cô mời các em vào phần thứ nhất là giới thiệu định nghĩa của tích phân bội 3. Trước hết là cho một cái hàm fxyz, đây là hàm ba biến, xác định trong một cái miền đóng bị chặn omega. Bị chặn còn được gọi là giới nội ha, chữ giới nội ở đây là bị chặn. Cho một hàm ba biến fxyz xác định trong một miền đóng bị chặn omega. Ta chia miền omega thành n phần nhỏ. N phần nhỏ ở đây sẽ ký hiệu là omega 1, omega 2, vân vân, omega n không giảm nhau. Các miền omega y này được gọi là không giảm nhau, có nghĩa là phần trong của các omega y giao nhau là bằng rỗng. Các omega y là không có điểm chung, người ta gọi là không giảm nhau. Các phần trong của chúng không có điểm chung. Bây giờ ta sẽ gọi delta vk là thể tích của miền omega k, có nghĩa là delta V1 là thể tích của omega 1, delta V2 là thể tích của omega 2, vân vân như vậy. Delta VK là thể tích của omega K và delta VN là thể tích của omega N. Bây giờ trong mỗi miền omega K ta sẽ lấy tùy ý một điểm MK. MK ở đây cô đặt tọa độ là XK, YK và ZK. Trong mỗi miền omega k thì ta sẽ lấy một điểm tùy ý là mk và ta lập tổng sau đây. Tổng này được gọi là tổng tích phân. Tổng sigma k chạy từ 1 đến n, f tại điểm xk, yk, zk. Đây là giá trị hàm f tại điểm mk. Rồi, nhân cho delta vk. Delta vk là thể tích của miền omega k. Các em thấy là chúng ta có tất cả là n miền nhỏ từ omega 1 cho đến omega n, do đó tổng tích phân là k sẽ chạy từ 1 đến n. Tổng sigma k từ 1 đến n, f tại điểm xk, yk, zk, delta vk. Tổng này cô đặt ký hiệu là chữ sn. Nhận xét là các em thấy tổng này phụ thuộc vào những đại lượng nào? Cái tổng SN này sẽ phụ thuộc vào cách lấy điểm MK và phụ thuộc vào cách chia miền omega ban đầu. Bây giờ nếu như chúng ta cho N này tiến đến cộng vô cùng, cho N tiến đến cộng vô cùng, có nghĩa là chúng ta sẽ chia cái miền omega này thành vô cùng các phần nhỏ, vô cùng các phần nhỏ, N tiến đến cộng vô cùng, sao cho đảm bảo rằng là giá trị lớn nhất đường kính của các miền omega k này phải tiến đến 0. Nghĩa là chia cái miền omega này thành vô cùng các phần nhỏ, nhưng mà các phần nhỏ này, các đường kính của nó, giá trị lớn nhất của các đường kính phải dần đến 0. Khi đó mỗi miền omega k là rất nhỏ, xem như là nó tiến dần về một điểm, nó co lại như là một điểm. Bây giờ cô trình bày cụ thể trên màn hình. Đây là tổng tích phân SN. Tổng SN này phụ thuộc vào cách chia miền omega và cách lấy điểm trung gian MK. Bây giờ chúng ta sẽ cho N tiến đến cộng vô cùng, sao cho giá trị lớn nhất đường kính của các miền omega k phải dần về 0, dần về 0 khi N tiến đến vô cùng.
omega k đây là ký hiệu của đường kính của miền omega k. Omega k là một cái khối. Như vậy đường kính của omega k là gì? Đường kính của miền omega k là khoảng cách lớn nhất nối hai điểm bất kỳ bên trong miền omega k. Thì đường đó gọi là đường kính. Nếu như chúng ta lấy giới hạn của tổng tích phân Sn khi n tiến đến cộng vô cùng, mà nếu tổng Sn này có một cái giới hạn hữu hạn S, giới hạn là tồn tại hữu hạn bằng một cái giá trị là S, và cái giới hạn này không phụ thuộc vào cách chia miền omega và cũng không phụ thuộc vào cách lấy điểm mk. Có nghĩa là dù ta chia miền omega bằng những cách khác nhau, dù các em chọn điểm mk bất kỳ bên trong miền omega k, thì giới hạn của tổng Sn khi n tiến đến cộng vô cùng vẫn là một cái giá trị không đổi là S. Thì lúc đó cái giới hạn S sẽ được gọi là tích phân bội 3 của hàm Fxyz trên miền omega. Nghĩa là giới hạn của tổng tích phân, giới hạn của tổng Sn được gọi là tích phân bội 3 của hàm Fxyz trên miền omega và được ký hiệu như sau. Đây là ký hiệu của tích phân bội 3. Đối với tích phân bội 2 thì các em nhớ là chỗ này là ký hiệu là hai dấu tích phân trên miền D và hàm là hàm hai biến. Và tích phân bội 2 thì chúng ta ký hiệu là chữ DS. DS là yếu tố diện tích. Còn trong trường hợp tích phân bội 3 thì chỗ này ký hiệu tích phân là ba dấu tích phân. Ba dấu tích phân trên miền omega. Tích phân bội 2 thì chúng ta tính tích phân trên một cái miền phẳng. Đó là một cái miền nằm trong không gian hai chiều. Còn tích phân bội 3 thì chúng ta sẽ lấy tích phân trên một cái vật thể đóng và bị chặn trong không gian ba chiều, ký hiệu là omega. Hàm lấy tích phân là một cái hàm ba biến. Và ở vị trí này không phải là DS mà là DV. Và ký hiệu DV này được gọi là yếu tố thể tích. Đó chính là vi phân về thể tích. Và tích phân bội 3 này, đây là ký hiệu. Ký hiệu và thực tế nó là một cái giới hạn của một cái tổng. Đây là giới hạn của một cái tổng. Tổng tích phân. Hàm F này được gọi là hàm dưới dấu tích phân. Hàm F là hàm dưới dấu tích phân. Omega được gọi là miền lấy tích phân. DV gọi là yếu tố thể tích. Đó là vi phân về thể tích. Các em có thể hiểu DV này giống như là thể tích của một miền omega k. Khi mà chúng ta chia miền omega thành n phần nhỏ thì thể tích của một miền nhỏ đó ký hiệu là DV, vi phân về thể tích. Và nếu như tích phân bội 3 này tồn tại thì người ta nói rằng hàm F là khả tích trên omega. Như vậy điều kiện để một hàm số khả tích, có nghĩa là tồn tại tích phân, là như thế nào? Bây giờ cô nói về cái chữ DV trước. Nếu như người ta nói rằng khi hàm F đã khả tích trên omega, có nghĩa là tích phân bội 3 đã tồn tại. Mà tích phân bội 3 tồn tại thì cái giới hạn của tổng tích phân sẽ không phụ thuộc vào cách chia miền omega và cách lấy điểm trung gian mk. Như vậy nếu như hàm F đã khả tích trên omega rồi thì chúng ta có thể chia cái miền omega bởi các mặt phẳng song song với các mặt tọa độ. Các em có một vật thể omega, bây giờ các em chia cái vật thể đó thành n phần nhỏ mà các em chia bởi các mặt phẳng song song với ba mặt tọa độ. Như vậy mỗi miền omega k sẽ có dạng là hình gì? Các em suy nghĩ thử xem là nếu chúng ta chia một cái vật thể bởi các mặt phẳng song song với ba mặt tọa độ thì lúc đó mỗi một cái miền nhỏ omega k sẽ có dạng là hình gì? Nó sẽ chính là hình hộp chữ nhật. Khi đó omega k sẽ là hình hộp chữ nhật và nó sẽ có ba cạnh. Giả sử đây ta sẽ ký hiệu ba cạnh đó là delta xk, delta yk và delta zk. Như vậy thể tích của omega k ký hiệu là
delta VK. Hình hợp chữ nhật vậy có thể tích là sẽ bằng delta VK là bằng delta XK nhân cho delta YK và nhân cho delta ZK. Một cách tổng quát thì ta sẽ ghi là delta V. À, chúng ta sẽ không ghi delta VK mà tổng quát ta viết là delta V là bằng delta X nhân cho delta Y và nhân cho delta Z. Do đó cái ký hiệu DV là được thay bởi là DX nhân DY và DZ. Delta V là bằng DV, delta X bằng DX, delta Y bằng DY, delta Z bằng DZ. Và khi DV được thay bởi DX nhân DY nhân DZ, do đó ký hiệu của tích phân bội 3, lúc đầu ta ký hiệu là tích phân bội 3 trên miền omega FXYZ DV. Bây giờ ta sẽ viết lại là tích phân bội 3 trên miền omega FXYZ DX nhân DY và DZ. Và sau này các em sẽ thấy là các em có thể ghi là tích phân bội 3 của hàm F DV và có thể ghi là tích phân bội 3 của hàm F nhân DX, DY và DZ. Và tích phân sẽ lấy trên miền omega. Ở đây các em ký hiệu là omega. Đây là omega. Ha, miền lấy tích phân ký hiệu là omega nha các em, chỗ này là omega. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái trường hợp là khi nào thì một hàm số là khả tích, khi nào thì tích phân bội 3 của một hàm F tồn tại trên một cái miền omega. Định lý: nếu như một cái hàm số là một cái hàm liên tục, điều kiện là hàm số liên tục trên miền omega đóng bị chặn, giới nội là bị chặn, có biên là mặt cong trơn từng khúc, có biên là mặt cong trơn từng khúc, thì hàm F sẽ khả tích trên omega. Các em nhớ lại tích phân bội 2. Tích phân bội 2 thì điều kiện để một hàm số là hàm hai biến FXY khả tích trên một cái miền D thì điều kiện cũng là hàm số liên tục. Nếu như hàm FXY đó, hàm hai biến là một hàm liên tục trên một cái miền D con của R2, D đóng bị chặn, có biên là đường cong trơn hoặc trơn từng khúc, thì hàm F sẽ khả tích trên D. Và tương tự như vậy, điều kiện tồn tại tích phân bội 3 là hàm F, ở đây là hàm 3 biến FXYZ, cũng phải là một hàm số liên tục. Điều kiện tồn tại tích phân là hàm liên tục. Hàm F là một hàm liên tục trên một cái miền omega thỏa 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tập đóng, điều kiện thứ hai là bị chặn, điều kiện thứ ba là omega phải có biên là một cái mặt cong trơn hoặc trơn từng khúc, thì khi đó hàm F sẽ khả tích trên omega. Thì cái chữ mặt cong trơn từng khúc, cụm từ này là sẽ chứa được cái cụm từ là mặt cong trơn. Như vậy mặt cong trơn là mặt cong như thế nào? Cô giả sử một cái mặt cong S cho phương trình của mặt cong là Z bằng FXY. Một mặt cong S có phương trình là Z bằng FXY sẽ được gọi là trơn nếu như hàm F này là một cái hàm khả vi liên tục. Hàm khả vi liên tục nghĩa là bản thân hàm F liên tục và các đạo hàm riêng của nó cũng là các hàm số liên tục. Một cái mặt cong S, cô nhắc lại, một cái mặt cong S giả sử có phương trình là Z bằng FXY được gọi là mặt cong trơn nếu như hàm F và các đạo hàm riêng F đạo hàm theo X, F đạo hàm theo Y là các hàm liên tục. Và một cái mặt cong được gọi là trơn từng khúc nếu như ta có thể chia nó thành hữu hạn các mặt cong trơn, thì được gọi là mặt cong trơn từng khúc. Một cái mặt cong S được gọi là trơn từng khúc nếu như ta có thể chia nó thành hữu hạn các mặt cong trơn. Như vậy là cô vừa giới thiệu với các em về định nghĩa tích phân bội 3. Chúng ta vừa xem định nghĩa tích phân bội 3. Bây giờ trước khi qua phần cách tính của tích phân bội 3 thì cô mời các em xem một số tính chất của tích phân bội 3.
giác thứ nhất. Tính giác thứ nhất là tích phân bội 3 của cái hàm là 1. Ở đây cô ghi là DV cho ngắn gọn. Các em có thể ghi là DX, DY, DZ. Nhưng mà trong phần tính giác này, cô ký hiệu là DV để trình bày các ký hiệu cho nó ngắn gọn. Tích phân bội 3 của cái hàm bằng 1 trên miền omega. Đây là công thức tính thể tích của miền omega. Các em lưu ý tính giác này ha. Đây là công thức tính thể tích của miền omega. Thì ở các bài học tiếp theo thì cô sẽ giới thiệu một cái bài riêng về bài toán tính thể tích của vật thể, và cụ thể là áp dụng cái tính chất số 1 này. Tính chất số 2, giả sử cho trước hàm F đã khả tích trên miền omega, thì tích phân bội 3 của cái hàm là C nhân F. C ở đây là hằng số. Tích phân bội 3 của hàm C nhân F trên miền omega là sẽ bằng C nhân cho tích phân của hàm F. Hằng số nhân F nè, tích phân bội 3 của hằng số nhân F thì hằng số có thể đem ra ngoài. Tính chất số 3, giả sử F và R là hai hàm đã khả tích trên miền omega, khi đó tích phân của tổng sẽ bằng tổng các tích phân. Tích phân của tổng là bằng tổng các tích phân, điều kiện là hàm F và R đã khả tích trên miền omega. Hai tính chất này còn được gọi là tính chất tuyến tính của tích phân. Hai tính chất này cũng giống như tính chất của tích phân bội 2 và cũng giống như tính chất của tích phân hàm một biến. Và các em xem tiếp theo tính chất thứ tư. Giả sử hàm F đã khả tích trên miền omega. Miền omega bằng omega 1 hợp với omega 2. Với điều kiện là omega 1 và omega 2 là hai miền không giảm nhau. Không giảm nhau, nếu mà các em thể hiện bằng ký hiệu thì các em có thể viết là omega 1 rho nè giao omega 2 rho là bằng rỗng. Ký hiệu này có nghĩa là phần trong của omega 1 giao phần trong của omega 2 là bằng rỗng. Hai miền omega 1 và omega 2 không có điểm chung, phần trong giao nhau bằng rỗng. Một cái miền, hai miền thỏ như vậy, thỏ tính chất như vậy được gọi là hai miền không giảm nhau. Khi đó tích phân của hàm F trên omega sẽ bằng tích phân của hàm F trên omega 1 và cộng cho tích phân của hàm F trên miền omega 2. Tính chất này các em sẽ thường dùng trong bài tập. Chúng ta sẽ không tính trực tiếp trên miền omega mà chúng ta sẽ tính tích phân trên hai miền con của omega và cộng đắc số lại thì ra tích phân của hàm F trên miền omega ban đầu. Và tiếp theo sẽ là tính chất số 5. Nếu như hàm F nhỏ hơn hoặc bằng hàm R trong omega, ghi ký hiệu như vậy có nghĩa là với mọi điểm x, y, z thuộc omega thì các em sẽ có là F x, y, z sẽ nhỏ hơn hoặc bằng R x, y, z. Ghi ngắn gọn là F nhỏ hơn hoặc bằng R trong miền omega. Thì khi đó tích phân của hàm F trên miền omega sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tích phân của hàm R trên miền omega. Ở đây chúng ta xét là hàm F và hàm R đã khả tích trên miền omega. Và từ tính chất này, các em có thể suy ra được tính chất số 6 tiếp theo, đó là nếu chúng ta có một cái hàm F lớn hơn hoặc bằng 0 trong miền omega, nghĩa là F x y z lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi điểm x y z thuộc omega, thì chúng ta sẽ có tích phân bội 3 của hàm F trên miền omega cũng sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Và đó chính là nội dung của tính chất số 6. Nếu hàm F không âm trên miền omega thì tích phân bội 3 của hàm F trên omega cũng sẽ không âm. Và tính chất cuối cùng, tính chất số 7. Tính chất số 7 này là một định lý phát biểu được gọi là định lý giá trị trung bình. Cho một cái hàm số F, ở đây là hàm 3 biến F, X, Y, Z liên tục trên một cái miền omega đóng bị chặn liên thông,
Omega có biên là mặt cong trên từng khúc. Khi đó trong omega sẽ tồn tại ít nhất là một điểm. M có tọa độ x0, y0, z0 sao cho. Tích phân bội 3 của hàm F trên miền omega sẽ bằng giá trị của hàm F tại điểm đặc biệt x-rho, y-rho, z-rho nhân cho thể tích của miền omega. Các em xem lại tính chất này. Hàm số là một hàm liên tục trên miền omega đóng bị chặn liên thông. Tập liên thông là tập như thế nào? Trong cái bài tích phân bội 2 đó, trường hợp tích phân của hàm hai biến trên một cái miền phẳng con của R2 thì các em cũng đã xem qua cái tính chất là định lý giá trị trung bình của tích phân bội 2. Thì cô đã nhắc về khái niệm liên thông. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại cái liên thông là như thế nào. Một cái miền omega được gọi là một cái miền liên thông nếu như chúng ta có thể nối ở đây là kết nối nha các em, có thể nối hai điểm bất kỳ nằm trong miền omega bởi một cái đường cong liên tục và đường cong đó nằm trọn trong omega. Cô nhắc lại, tập liên thông là một cái tập có thể kết nối điểm này và điểm kia trong cái miền đó bằng một đường cong liên tục và đường cong đó nằm trọn trong cái miền omega. Một tập như vậy được gọi là tập liên thông. Bây giờ nhắc lại định lý giá trị trung bình. Hàm số F là một cái hàm liên tục trong một cái miền omega đóng bị chặn liên thông có biên là mặt cong trơn hoặc trơn từng khúc, thì khi đó trong omega sẽ tồn tại ít nhất là một điểm. Ví dụ tọa độ là x-rho, y-rho, z-rho thì sao cho tích phân bội 3 của hàm F trên miền omega sẽ bằng giá trị đặc biệt giá trị hàm F tại điểm x-rho, y-rho, z-rho nhân cho thể tích của omega. Và khi đó cái giá trị hàm F tại điểm đặc biệt này, cái giá trị này sẽ được gọi là giá trị trung bình của hàm F trên miền omega. Nếu mà các em chuyển vế qua, các em viết là alpha chính là F tại điểm x-rho, y-rho, z-rho là sẽ bằng 1 trên thể tích của miền omega nhân cho tích phân bội 3 của hàm F. Cái giá trị alpha này được gọi là giá trị trung bình của hàm F trên miền omega. Và đây chính là tính chất cuối cùng của tích phân bội 3. Cô vừa giới thiệu với các em 7 tính chất của tích phân bội 3. Tích phân bội 3 thì có một số ứng dụng khác. Trong cái phần tính chất này, cô chỉ giới thiệu một cái tính chất đầu tiên là ứng dụng hình học. Đó là tính thể tích của vật thể là bằng tích phân bội 3 của hàm bằng 1. Thì tích phân bội 3 còn áp dụng để tính khối lượng của vật thể omega. Nếu như hàm F á, ký hiệu hàm FXYZ đi, là một cái hàm mật độ khối lượng riêng tại mỗi điểm của khối omega, thì tích phân bội 3 của hàm FXYZ DV đó là công thức tính khối lượng của omega. Và tích phân bội 3 cũng dùng để tính được tọa độ trọng tâm của omega, tọa độ trọng tâm của một vật thể. Bên cạnh đó thì tích phân bội 3 có thể tính được các moment tĩnh và moment quán tính. Nhưng mà trong phần tính chất này thì cô chỉ trình bày 7 tính chất như trên. Còn phần ứng dụng của tích phân bội 3 để tính thể tích, tính khối lượng, tính tọa độ trọng tâm hay là tính các moment thì cô sẽ trình bày sau. Ở đây cô chưa giới thiệu về ứng dụng của tích phân bội 3. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một phần chính của bài này, đó là cách tính tích phân bội 3. Và cô sẽ giới thiệu cách tính trong trường hợp là giới thiệu trong cái hệ tọa độ đề cát. Sau khi cô giới thiệu tích phân bội 3 tính trong tọa độ đề cát, và sau đó chúng ta sẽ tính trong tọa độ trụ và tính khi mà đổi biến sang tọa độ cầu.
kem quan sát mình vẽ. Ví dụ đây là khối omega. Ở hình vẽ này thì cô giả sử omega nó là một cái hình trụ cong. À, kem quan sát đây là một cái hình trụ có hai cái đáy là hai mặt cong ha, ta gọi cái hình này là hình trụ cong. Đây là khối omega. Còn D này chính là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. D là hình chiếu omega xuống mặt phẳng OXY. Bây giờ cô sẽ giới thiệu omega. À, omega là gì? Omega là một cái hình trụ cong được giới hạn dưới bởi một mặt cong. Đây là mặt cong. Mặt cong S1 có phương trình là Z bằng phi 1 XY. Giới hạn trên là một mặt cong. Đây là mặt cong giới hạn trên. Mặt cong này ký hiệu là S2 có phương trình là Z bằng phi 2 XY. Giới hạn xung quanh của omega là một cái mặt trụ. À, giới hạn xung quanh là mặt trụ. Đây là mặt xung quanh là mặt trụ. Có đường sinh song song với trục OZ. Đường này gọi là đường sinh. Và D là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Và biên của miền D, đường này người ta gọi là đường chuẩn. À, đường chuẩn của omega. Cô nhắc lại omega ha. Đây là cái khối ta cần tính tích phân nè. Omega là gì? Omega là một cái hình trụ cong được giới hạn dưới bởi một cái mặt cong có phương trình là Z bằng phi 1 XY. Giới hạn trên là một mặt cong Z bằng phi 2 XY. Giới hạn xung quanh là một mặt trụ có đường sinh song song trục OZ. Và có đường chuẩn là biên của miền D. Đây là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Và chúng ta cần tính tích phân bội 3 của một cái hàm 3 biến FXYZ trên miền omega. Và cô giới thiệu công thức tính tích phân bội 3. Ở đây là công thức được mang tên là công thức Fubini, định lý Fubini dành cho một cái hàm số liên tục. Cũng giống như là trong tích phân bội 2 thì công thức tính tích phân bội 2 là đưa về tích phân lập, cũng là định lý Fubini. Định lý Fubini cho hàm F liên tục trên miền omega. Ở đây là cô nhắc lại, cho omega giới hạn trên bởi mặt Z bằng phi 2 XY, giới hạn dưới bởi mặt Z bằng phi 1 XY, giới hạn xung quanh bởi mặt trụ có đường sinh song song với trục OZ, và đường chuẩn là biên của miền D. D chính là hình chiếu của omega xuống mặt phẳng OXY. Thì khi đó tích phân bội 3 có thể chuyển về tích phân lập như sau. Tích phân bội 3 của hàm FXYZ trên miền omega DX, DY, DZ. Để tính tích phân này thì người ta sẽ tính tích phân theo biến Z trước. Đây là tích phân theo biến Z. Z là dao động từ phi 1 cho đến phi 2, phi 1 XY cho đến phi 2 XY. Và sau khi tính tích phân theo biến Z xong thì các em thấy là cái cận này là hàm theo hai biến XY. Mà tính tích phân theo biến Z thì chúng ta chỉ xem XY là hằng số. Do đó sau khi tính tích phân theo biến Z thì đáp số sẽ là một cái hàm hai biến, và tiếp tục sẽ tính tích phân của hàm hai biến đó trên miền D. Bài học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây, và buổi học sau cô sẽ tiếp tục nói về cách tính tích phân bội 3. Cô sẽ nhắc lại cho các em cách tính tích phân bội 3 và cho các ví dụ cụ thể. Thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.